Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1 của năm nay, trong khi hàng loạt các doanh nghiệp lao đao, không ít doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản vì thiếu nguyên liệu đầu vào hay mất thị trường vì dịch bệnh COVID-19, thì nhiều doanh nghiệp chăn nuôi, kinh doanh lợn và thịt lợn lại đi ngược dòng, lợi nhuận sau thuế tăng từ hàng chục cho thậm chí là hàng trăm tỷ đồng. Báo cáo tài chính quý 1, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản Vitsan, mã chứng khoán VSN cho biết, doanh thu thuần từ thịt tươi sống, thực phẩm chế biến của công ty này tăng hơn 20% lên trên 1.400 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 19% lên hơn 46 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng gần 17% lên 313 đồng. Còn tập đoàn Dabaco Việt Nam, mã chứng khoán DBC, từ đầu năm đến hết quý 1, lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng từ 242 đồng lên 3.828 đồng. Trong 3 tháng đầu năm nay, tổng tài sản của Dabaco tăng sấp xỉ 327 tỷ đồng lên trên 9.900 tỷ đồng, trong khi quý 1 năm ngoái, lợi nhuận sau thuế của đơn vị này chỉ đạt khoảng 20 tỷ đồng, thì năm nay lại tăng tốc lên trên 348 tỷ đồng từ chăn nuôi và sản xuất giống lợn. Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam, mã chứng khoán VLC cũng công bố kết quả kinh doanh quý 1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo tài chính riêng tăng 123 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, lên gần 54 tỷ đồng. Cũng từ chăn nuôi lợn và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Còn theo tính toán của chúng tôi thì một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn khác như công ty cổ phần CP Việt Nam, công ty Masan Midlife, công ty Marvin, công ty Jaffa Việt Nam, công ty cổ phần Greenfit Việt Nam, The Hills Việt Nam cũng thu lãi lớn. Trong đó riêng CP Việt Nam bình quân mỗi ngày xuất bán ra thị trường cả chục nghìn con lợn với lợi nhuận lên tới 3 cho đến 5 triệu đồng mỗi con tùy thời điểm. Thì lãi ròng của các công ty này ước tính có thể là gấp vài lần lợi nhuận của tập đoàn Dabaco, tức là lên tới cả nghìn tỷ đồng trong quý 1 vừa qua. Vâng, có thể thấy là câu chuyện giá thịt lợn là một câu chuyện gây tranh cãi trong người tiêu dùng trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và có thể nói là trong khi mà giá thịt lợn trong nước vẫn đang ở mức cao cất ngưỡng trong suốt một thời gian dài, thì vào những ngày gần đây khi mà lượng thịt lợn nhập khẩu đang được người tiêu dùng đón nhận, bởi giá của loại thịt này thì có thể là rẻ và thậm chí là có nhiều loại thấp hơn đến 40% giá thịt lợn ở trong nước. Và tuy là lượng thịt lợn nhập khẩu tăng cao tới 300%, song khối lượng thịt lợn nhập khẩu mới đạt khoảng 50.000 tấn, tức là chỉ đạt 50% chỉ tiêu chính phủ giao là đạt 100.000 tấn trong quý 1. Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đi kiểm tra công tác nhập khẩu thịt lợn tại cảng Hải Phòng. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên VTC16. Theo Chi cục Thú y vùng 2, tất cả các lô hàng thịt đông lạnh được nhập khẩu vào Việt Nam đều được lưu giữ ở khu vực cửa nhập khẩu, sau đó được lấy mẫu 100% lô hàng thịt nhập khẩu để xét nghiệm các chỉ tiêu lý hóa, cảm quan, vi sinh vật gây ô nhiễm thực phẩm và gây bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Nếu kết quả xét nghiệm đảm bảo yêu cầu mới được phép làm thủ tục nhập khẩu để tiêu thụ nội địa. Toàn bộ quá trình vận chuyển, phân phối đều được bảo quản ở nhiệt độ âm 18 độ C. Để xuất thịt lợn vào Việt Nam thì hai quốc gia đã có những cái văn kiện với nhau, đồng thời là cơ quan thú y đã phải sang tận nơi các cái đơn vị sản xuất theo cái quy định của luật, đã phải đi thực tiễn lấy mẫu kiểm soát về mặt kỹ thuật rất chặt chẽ, thì lúc đó chúng ta mới có cái thủ tục nhập thịt và đảm bảo được cái chất lượng cũng như an toàn dịch bệnh trước khi đến tay người tiêu dùng. Từ đầu năm đến nay, khối lượng thịt lợn nhập khẩu vào Việt Nam mới đạt khoảng 50.000 tấn. Mặc dù lượng thịt nhập khẩu tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, song mới chỉ đạt 50% chỉ tiêu chính phủ giao là đạt 100.000 tấn trong quý 1. Giá thịt lợn trung bình nhập khẩu từ quốc gia này về tới cảng Việt Nam vào khoảng 2,55 đô la Mỹ 1 kg, tương đương với 60.000 đồng 1 kg tùy loại sản phẩm. Hiện tại bây giờ tâm lý người tiêu dùng ấy là đang muốn là vẫn đang quen là mình đang dùng thịt nóng, cho nên là cái để mà chuyển sang ngay thịt đông lạnh thì nó cũng còn phải một thời gian. Khi mà tiếp cận với cả các khách hàng thì mình cũng còn phải phân tích với khách hàng về những cái tiêu chuẩn chất lượng. Khi mà thị trường Việt Nam đã tiếp nhận rồi thì chắc chắn lúc đấy sản phẩm sẽ đa dạng hơn. Đối với các nước khi mà xuất khẩu thịt lợn phải đặt kế hoạch trước 3 năm tháng. Thứ hai là nguồn vốn phải tương đối lớn để nhập một cái lô thịt. Thứ ba là gì? Cái lãi suất ngân hàng phải vừa phải thôi. Thứ bốn là ta vận chuyển rất xa. Thì đề nghị với nhà nước giải quyết cho các cái doanh nghiệp nhập khẩu này mấy vấn đề. Thứ nhất, cho vay vốn ưu đãi. Thứ hai, giảm thuế. Thứ ba là vận dụng như thế nào đấy để cái chi phí vận chuyển
nó thấp hơn. Hiện có khoảng 788 doanh nghiệp thuộc 24 quốc gia được phép xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm vào Việt Nam, chủ yếu là Hoa Kỳ, Italia, Tây Ban Nha, Canada. Với tín hiệu thị trường như hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết việc nhập thịt lợn sẽ tiếp tục được tăng cường trong những tháng tới để có thể bình ổn được thị trường trong nước.